cuộc chiến giữa cái thiện và cái ác vẫn tiếp tục kéo dài hàng ngàn năm. Mặc dù phe thiện vẫn luôn giành chiến thắng, nhưng một khi sức mạnh rơi vào tay kẻ xấu, cục diện trận chiến sẽ thay đổi. Để lấy lại những gì đã mất, một cuộc chiến thực sự sẽ xảy ra. Quân đoàn trứng tấn công tại vùng đất xanh lá nhằm mục đích cướp lấy lăng kính đảo ngược với sức mạnh thống trị thế giới. Nhím xanh cùng nhóm bạn đoàn kết bảo vệ ngôi nhà của mình, nhưng bóng đêm lại xuất hiện khiến nhím xanh đến muộn hơn dự kiến. Cuộc va chạm giữa nhím xanh và viên đá đã khiến mọi người bị phân tán ra nhiều thế giới khác nhau. Nhím xanh hạ cánh xuống một thế giới toàn những tòa nhà cao tầng liên tiếp nhau. Theo như tờ quảng cáo thì đây chính là New York. Tưởng như gặp lại người quen thì nhím xanh bị đội robot đuổi bắt vì xâm nhập trái phép. Với nghệ danh nhanh nhất hành tinh, nhím xanh dễ dàng thoát khỏi những đợt tấn công liên hoàn. Bỗng cậu nhận ra điều gì đó, đã nhanh chóng bay lên cao để nhìn toàn bộ không gian. Mọi thứ tại đây đều giống với vùng đất xanh lá, nhưng nó đã bị thay thế bằng những tòa nhà khác nhau. Trước vụ tấn công tại vùng đất xanh lá, khi nhím xanh đang chiến đấu với lão tiến sĩ trứng, mặc cho bạn đã ngăn cản nhưng nhím xanh vẫn dùng hết tốc lực lao vào tên tiến sĩ, gây ra một vụ động đất lớn khiến ngọn núi đá gần đó nứt nẻ. Nhưng đây chính là cái bẫy mà lão tiến sĩ trứng bày ra để tận dụng sức mạnh của nhím xanh nhằm phá vỡ ngọn núi để tìm kiếm viên đá. Anh bạn cáo tức giận bỏ đi vì nhím xanh không chịu nghe lời khuyên ngăn của anh. Nhím xanh mang chuyện tranh đến để xin lỗi cáo, nhưng anh ấy dù giận nhưng vẫn tha thứ cho bạn. Nhím xanh nói rằng không tìm thấy lão tiến sĩ bên trong con robot, khiến cáo nhận ra đây là một cái bẫy. Theo như cô nàng rơi tìm hiểu, có tin đồn rằng một lăng kính đảo ngược được cất giấu bên dưới ngọn núi tại vùng đất xanh lá này. Có lẽ tiến sĩ trứng lợi dụng sức mạnh của nhím xanh để tìm ra lăng kính đó. Quân đoàn trứng đã tiến hành khai thác và tìm ra được lăng kính đảo ngược ẩn dưới ngọn núi. Đây cũng chính là lý do khiến mọi thứ bị đảo lộn. Nhím xanh đã nhớ ra tất cả và cậu cần phải đi tìm anh bạn cáo thông minh để tìm cách giải quyết. Nhưng mọi hành động của cậu đều đã bị theo dõi, đám robot nhanh chóng đuổi theo. Nhím xanh đụng độ với robot sơ sinh khiến nó tức giận đuổi theo cậu. Nhưng vì biết là trẻ con nên nhím xanh không chấp rồi bỏ đi khiến nó khóc nhè. Nhím xanh đuổi theo anh bạn có dáng vẻ giống bạn cáo và tìm thấy căn cứ bí mật của anh bạn. Mật khẩu vẫn giống vậy, nhím xanh vui vẻ đến chào hỏi nhưng người bạn trước mặt lại tự xưng mình là Nai và lao vào tấn công nhím xanh. Cáo chín đuổi sắt đuổi theo nhím xanh ra tận đoàn tàu mà vẫn không ngừng tấn công. Nhưng tốc độ của nhím xanh là không thể bàn cãi, nhưng cáo đuổi sắt cũng không phải dạng vừa. Sau khi vật lộn trên đoàn tàu, suýt chút nữa con cáo đã mất mạng, cũng may có nhím xanh kéo cậu lên mới khiến cả hai toàn mạng ngồi tâm sự. Nhím xanh nói hai người là bạn thân thiết, nhưng với cáo đuổi sắt cả nó không biết nhím xanh là ai và cuộc đời khốn khổ của nó đã diễn ra hàng chục năm nay. Điều này khiến nhím xanh vô cùng khó hiểu, là bạn nhưng lại không phải bạn. Sau màn tám chuyện về những kỷ niệm của cả hai, chiếc giày của nhím xanh liên tục phát sáng. Sau kiểm tra nhanh, cáo đuôi sắt đã nhận ra vấn đề và kéo nhím xanh về căn cứ của mình, rồi chế ra một công cụ giúp nhím xanh kiểm soát được năng lượng của mình. Sau khi gắn lên giày và găng tay, thiết bị đó thay đổi hình dáng và khiến nhím xanh trông thời trang hơn bao giờ hết. Đang hứng vì giao diện bảnh dai lao ra ngoài và bị trứng sơ sinh bắt được rồi vác về hội đồng hỗn loạn. Đám quán đoàn trứng đã bị cáo đuôi sắt để đe dọa nhím xanh khi anh bị trói trong chiếc vòng sắt. Con robot rỉ sắt này là vũ khí chiến binh của quân đoàn trứng, nhưng ngoại hình khá giống với bạn của nhím xanh khiến cậu nhận nhầm. Màn ra mắt của quân đoàn trứng có vẻ khá hào hùng, tuy nhiên nhìn như năm đứa ất ơ chui từ sao hỏa ra. Chúng bắt nhím xanh vào chiếc vòng và định kiểm tra sức mạnh vì anh ấy không hề có thông tin trong ngân hàng dữ liệu và mang nguồn năng lượng kỳ lạ. Nhím xanh được thả ra và tiến hành bài kiểm tra. Sau vài phút, cậu ấy đã hoàn thành khá các thử thách cho đến cuối cùng khi bị bắt chạy với tốc độ tối đa. Nhím xanh giàn tăng tốc, họ nhận ra năng lượng của cậu ấy là cực kỳ khủng khiếp khi đạt tốc độ không tưởng. Nhím xanh nhớ lại khoảnh khắc khi còn ở vùng đất xanh lá, khi chạm trán với bóng đêm cũng chính là kẻ thù của nhím xanh. Ngay sau khi tìm được viên kim cương xanh, vụ va chạm của nhím xanh đã khiến cả vũ trụ rung chuyển. Bóng đêm tức giận lao đến và đấm nhím xanh, cả hai tiếp tục cuộc rượt đuổi không hồi kết. Nhím xanh nhớ ra vụ nổ và bạn bè của mình đang gặp nguy hiểm, nhưng bóng đêm vẫn không chịu buông tha. Nhím xanh đang bị truy nã tại New York, duy chủ có nhím đỏ và cô gái người rơi tìm cách cứu cậu. Mặc dù họ không hề biết về quá khứ của nhau, ở thế giới này tất cả chỉ là những bản sao nên họ không có ký ức cũng như tình cảm với nhím xanh như anh tưởng. Cô gái rơi nhớ lại khoảng thời gian khu rừng xanh mát của cô biến thành một nơi u ám. Họ càng quyết tâm chinh gốt lại hội đồng và tìm cách liên kết với nhím xanh vì anh chính là hy vọng của họ. Nhím xanh đang quân đoàn trứng bắt tiến hành những bài kiểm tra cho đến nhiệm vụ cuối cùng khi anh ấy đã đạt vận tốc tối đa. Nguồn năng lượng đó tỏa ra khiến cả thành phố mất điện trong chốc lát. Nhân cơ hội này, các loài động vật khác đã quyết tâm đứng lên khởi nghĩa, cũng là sự may mắn cho rơi và nhím đỏ lẻn vào trụ sở trứng. Điện toàn thành phố được cấp trở lại, nhím xanh bị bắt lại và con robot rỉ sắt đã kiểm tra. Sự thật rằng nhím xanh có nguồn năng lượng tương đương với lăng kính khiến ai cũng kinh ngạc. Trứng sơ sinh yêu cầu đòi trích xuất năng lượng của nhím xanh để cố kéo dài thời gian. Cậu xin được nói lời chăn chối để gửi tín hiệu cho cáo đuôi sắt, nhưng nó không hiểu gì hết. Vì quá chán nản với những lời chăn chối của nhím xanh khiến quân đoàn trứng nóng lòng và muốn kết liễu anh ấy ngay và luôn. Ngay lúc nguy kịch thì rơi và nhím đỏ xuất hiện chiến đấu với đám robot. Nhân cơ hội đó, cáo đuôi sắt lẻn đến bảng điều khiển để giải thoát nhím xanh. Vừa thoát ra khỏi chiếc vòng Sonic điên cuồng tấn công đám robot, cáo đuôi sắt cố gắng hack vào hệ thống của quân đoàn trứng sau nhiều lần thất bại. Nhím xanh đang đánh nhau quyết liệt cùng robot rỉ sắt. Lại nhớ về khung cảnh trước khi lăng kính đảo ngược, nhím xanh thành công thoát khỏi bóng đêm bằng cú lừa cho trẻ lên ba rồi nhanh chóng lao đến ngọn núi. Quay về tình hình hiện tại,
cáo đuôi sắt thành công điều khiển robot rỉ sắt về phe mình. Cậu sử dụng cỗ máy chiến binh của quân đoàn trứng để dẹp đường. Robot rỉ sắt sức mạnh cũng không hề tầm thường, tia laser vẫn hoạt động suýt chút nữa là đi tong cả đán, nhưng cũng may nó đã tiêu diệt được khá đám robot. Nhím xanh vui vẻ khi được gặp lại bạn bè, cậu nhanh nhảu giới thiệu mọi người lại với nhau nhưng không ai nhớ ra điều gì cả. Đám robot đã đuổi đến, quân đoàn trứng quan sát thông qua camera nhưng đã bị cáo phá hủy. Chúng cử tên tiến sĩ trứng ra trận với con robot hoành tráng cùng điệu nhảy lố bịch của hắn để họ theo dõi thông qua robot. Nhím xanh do thám và thấy đám robot tiến đến ở mọi ngóc ngách. Cả đám định bỏ trốn thì cáo đuôi sắt ngăn cản, bởi cậu biết rằng chỉ có cách lấy lại quyền điều khiển lăng kính mới khiến vụ này kết thúc. Đám robot đuổi đến, cả nhóm lại nhảy qua cầu thang để trốn thoát, nhưng tên tiến sĩ thâm độc đã chặn bên dưới và tấn công. Cuộc chiến giữa hai bên lại tiếp tục diễn ra rất căng thẳng. Cả đội toàn lực tấn công cũng tiêu diệt được khá đám robot sắt vụn. Nhận thấy tình hình đang ép vế, quân đoàn trứng tiếp thêm năng lượng cho đám robot từ lăng kính khiến đội của nhím xanh bị đập như tử. Nhím xanh tung chiêu cuối cuộn tròn, nhanh chóng tiêu diệt đám robot chất thành núi. Đôi giày của nhím xanh liên tục phát sáng, cáo đuôi sắt nhận ra và hiểu rằng lăng kính đang phát tín hiệu kết nối với đôi giày của nhím xanh. Cả đám nhanh chóng phát hiện vị trí cất giữ lăng kính, nhưng lúc này quân đoàn trứng cũng đến. Các cánh cửa đang đóng lại dần nhưng đội của nhím xanh đều lọt qua hết. Nhưng đám robot lại tấn công dày đặc, buộc nhím xanh phải tận dụng sức mạnh tốc độ nhanh hơn ánh sáng của mình để phản công. Anh đẩy chúng ra khỏi trụ sở và quay lại với đám robot vì để câu thêm thời gian cho cáo đuôi sắt mở khóa. Nhím xanh dụ đám sắt vụn ra khỏi trụ sở chạy vòng quanh thành phố rồi đánh bại chúng lần này qua lần khác. Vì quá rắc rối, nhím xanh buộc phải đánh trứng sơ sinh. Nó khóc lóc thảm thiết vì bị đánh bại. Nhím xanh quay trở về trụ sở nhưng những ký ức cũ lại quay về. Đúng lúc này cáo đuôi sắt cũng thành công mở được cánh cửa. Cả đám tiến vào bên trong nhưng chỉ có nhím xanh và cáo đuôi sắt thoát thân, còn lại bị con robot tóm được. Nhưng thứ trước mặt lại không phải lăng kính mà nó chỉ là một viên đá. Nhím xanh nhận ra tất cả điều này đều do mình gây ra vì đã quá quan trọng thắng thua mà bỏ qua lời can ngăn của bạn bè. Cáo đuôi sắt cũng khá thông minh nên hiểu chuyện nhanh, cậu kêu nhím xanh lấy viên đá rồi tiếp tục thu thập thêm để tạo thành lăng kính và biến mọi thứ quay về như ban đầu trước khi con robot phá cửa vào. Nhím xanh quyết định lấy viên đá nhưng khi anh chạm vào viên đá đã hút anh vào bên trong. Ở một thế giới khác, con rơi nhím đỏ và gấu mèo lại là những sinh vật còn sót lại đang kiếm mồi trong đêm tối. Nhím xanh đáp xuống một khu rừng toàn những cành cây khô. Đang loay hoay không hiểu chuyện gì xảy ra thì thấy đám bạn đang la hét trên trời khiến cậu vui mừng phi đến. Con rơi tìm thấy một quả dâu trước khi bị bay lên trời nhưng thứ đó không thể lấp đầy chiếc bụng đói của ba đứa. Bỗng tiếng kêu của nhím xanh vang lên khiến ba đứa tưởng cành cây đang nói chuyện với mình cho đến khi cậu ấy xuất hiện. Vì lao quá nhanh nên đã đâm vào ba đứa khiến ẩu dâu tay trong tay cũng rơi ra ngoài mất. Miếng ăn đến mồm rồi còn rơi mất, đang đói hoa cả mắt mà không được ăn gì khiến ba đứa tức giận lao vào tấn công nhím xanh cho nó biết mặt. Cuộc rượt đuổi lại tiếp tục, bộ găng tay và giày mới của nhím xanh cũng có những tính năng rất linh hoạt. Sau một hồi đấu đá, nhím xanh nhận ra đây chính là vùng đất xanh lá, tuy có thêm nhiều cây khô nhưng địa hình vẫn tương tự. Nhưng những người bạn của anh lại không giống như bản gốc, ở mỗi thế giới bản sao của hội bạn cũng là những người khác nhau. Nhận thấy khả năng của nhím xanh, con rơi đã nảy ra ý nghĩ sẽ lợi dụng tốc độ của anh ấy trong lần săn tiếp theo. Bỗng một con cáo nhỏ lao đến, cũng may nhờ nhím xanh nhanh chân kịp thời giữ lại không nó rơi xuống rừng rậm bên dưới. Khi bị tra hỏi về bản thân, nhím xanh nói rằng mình là người tốt và đang tìm cách quay trở về thế giới của mình. Mặc dù không tin lắm nhưng họ vẫn dẫn nhím xanh về làng của mình. Nói ngôi làng cho oai nhưng mỗi đứa được che bởi một chiếc lá mỏng manh vì xung quanh chỉ là những cành cây khô sắp chết hết vì đói. Ngày xưa họ sống ở bên dưới rừng xanh nhưng một con quái vật xuất hiện và đuổi họ lên phía trên sống mới khiến xảy ra tình cảnh thiếu thốn này. Dù nguy hiểm nhưng họ vẫn phải xuống bên dưới khi rừng để tìm kiếm thức ăn. Vì muốn nhím xanh là người giữ chân con quái vật để cả đám đi gom đồ ăn, con rơi đã nói dối rằng mình biết về lăng kính đảo ngược. Nhím xanh vì muốn tìm được lăng kính nên cũng nhiệt tình giúp đỡ mà không suy nghĩ nhiều. Tôi đến cả đám xuống phía dưới khu rừng kiếm đồ ăn lần theo khứu giác của con cáo, họ nhanh chóng tìm thấy quả dâu tây đầu tiên. Khi đang tranh nhau thì lại bị con ếch gần đó cuỗng tay trên. Bỗng tiếng kêu của con quái vật phát ra khiến cả đám hoảng sợ bỏ chạy, chỉ còn lại nhím xanh. Vì nhiệm vụ của cậu là giữ chân con quái vật, vì là khu rừng nguyên sinh nên đường đi khá rắc rối và nhiều trở ngại. Cuối cùng nhím xanh cũng gặp con quái vật trong truyền thuyết nhưng nó lại là người quen của cậu. Con chim hồng chính là thú cưng của Ami, với sức của nhím xanh thì cậu nhanh chóng hạ gục được nó. Nhưng quái vật thực sự lại là chủ nhân của con chim hồng ngoại hình giống với Ami, nhưng tại thế giới này thì họ đều chỉ là bản sao của hội bạn nên không nhớ ra nhím xanh là ai cả. Với họ giờ đây cậu chính là kẻ thù vì động đến lợi ích của họ. Nhưng dù có bị đánh như thế nào nhím xanh cũng không chịu ra tay với bạn bè. Nhìn thấy hành động ân cần của nhím xanh cũng khiến cô ấy rung động đôi phần. Tuy nhiên khung cảnh chỉ còn gốc cây gần đó khiến nhím xanh khá bất ngờ. Cô gái hồng hạc mới nói sự thật rằng đám người phía trên đã khai thác hết những cây và phá hoại thiên nhiên nên cô mới phải đang bảo vệ khu rừng. Bỗng nhiên đôi giày của nhím xanh lại phát sáng khiến anh nhận ra viên đá nhất định đang ở gần đây. Với sự giúp đỡ của cô gái hồng hạc, nhím xanh được dẫn đến chỗ viên đá xanh. Nhưng khi nhím xanh vừa đào lên được viên đá được bọc cẩn thận bằng lá cây thì cô gái hồng hạc lại đổi ý và cướp lại viên đá. Sau khi đánh bay nhím xanh sang chỗ khác, cô gái hồng hạc gắn viên đá xanh lên chiếc búa của mình rồi mãn nguyện và cho rằng đây chính là trái tim của khu rừng.
Cô nhận ra sau mỗi cú đập nhánh cây mới được mọc lên kín những lỗ hở để tránh đám ở phía trên xuống chặt phá rừng mà không hiểu rằng điều này sẽ khiến cả khu rừng chết vì thiếu ánh sáng mặt trời. Nhím xanh vẫn muốn dùng lời thuyết phục nhưng cô gái hồng hạc không giống như anh nghĩ, cô quyết tâm muốn tiêu diệt đám phá rừng nên có ý định giết họ. Nhím xanh ngăn cản nhưng bị cô ấy nhốt trong chiếc lồng tạo bởi những thân cây cao. Nhím xanh ngốc nghếch kẹt đầu vào khe nhưng lại nhớ ra tính năng móng vuốt sói ở bộ găng tay và đôi giày mới này. Nhím xanh nhanh chóng thoát ra ngoài và đuổi theo cô gái hồng hạc để bảo vệ đám bạn đang đói đến mức gặm vỏ cây bên trên. Thấy nhím xanh đuổi tới, cô gái hồng hạc tức giận mà vung búa loạn xạ. Nhím xanh cũng dùng hết sức bình sinh để bám vào chiếc búa nhưng đều bị văng ra xa. Cô gái liên tục tạo ra những nhánh cây để ngăn chặn nhím xanh khiến anh ấy bị bắn lên phía trên gặp lại hội đói mèo. Nhím xanh cảnh báo mọi người con quái vật đang đến muốn khuyên mọi người hãy giải quyết những mâu thuẫn ngay tại đây. Nhưng con rơi nói rằng cô gái hồng hạc đã thay đổi, trước đó họ đều là bạn bè, với nhau cùng chia sẻ những đồ ăn kiếm được từ rừng xanh nhưng bỗng dưng một ngày cô ấy lại đuổi hết mọi người lên trên cây để sống. Nhím xanh vẫn muốn mọi người nên làm hòa với nhau để kết thúc việc này, nhưng họ vẫn cố chống cự. Sau khi thuyết phục hết nước bọt cuối cùng họ cũng đồng ý, cả nhóm đi theo nhím xanh xuống dưới khu rừng, cũng vừa tầm gặp cô gái hồng hạc. Nhím xanh chủ động hòa giải cho hai bên bằng cách từng người tâm sự về cảm xúc thật của mình. Nhưng ngay khi anh vừa nói xong, nhóm đói meo lại phá kế hoạch mà tiến lên tấn công cô gái hồng hạc khiến cô ấy tức giận và điên cuồng đập búa khiến nhánh cây mọc ra khắp nơi. Mọi người chạy tứ phía, nhím xanh cố gắng khiến cô gái hồng hạc bình tĩnh lại. Nhưng lòng hận thù của cô ấy đã quá cao vì muốn cho cô thấy những việc làm của mình đã sai. Nhím xanh nhớ đến kỷ niệm Ami đã tặng món quà bất ngờ cây dừa cho mình khiến anh ấy nhớ ra rồi lao đến cái cây dừa. Vì muốn bảo vệ cái cây, cô gái hồng hạc cũng lao đến nhưng nhím xanh đã cố tình tạo ra điều này khiến cô ấy tức giận tung chiếc búa. Với sự tác động của nhím xanh, một lỗ hổng lớn được mở ra. Ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, cô gái hồng hạc chợt nhận ra bản thân mình đã sai lầm suốt thời gian qua. Nhưng thực tế cũng do nhóm bạn đã khai thác quá nhiều, họ nhận mà không biết cho đi khiến cô ấy tức giận và đuổi hết mọi người đi. Mọi người đều nhận ra lỗi lầm của mình và nói lời xin lỗi với đối phương. Ánh sáng mặt trời giúp cái cây xanh tươi trở lại, con chim cũng muốn tung cánh trên bầu trời xanh. Hai bên làm hòa với nhau bằng cách tâm sự, nhím xanh nhớ ra viên đá mới nhanh chóng đi tìm. Đang lao đi tìm thì tiếng của bóng đêm lại vang vẳng bên tai khiến nhím xanh giật mình mắc vào sợi dây leo và lao về phía viên đá rồi quay về New York. Vừa mới quay trở về đã bị dính vào cuộc kháng chiến khởi nghĩa tại đây cùng nhím đỏ. Robot rỉ sắt đang nắm bắt tình hình tại đây và vô tình nghe được câu chuyện của nhím xanh. Sau một hồi, nhóm của nhím xanh cũng đánh đuổi được đám robot. Rỉ sắt quay về báo cáo tình hình với quân đoàn chứng, có thông tin về viên đá họ quyết định truy lùng nhím xanh đã cướp lại. Con rơi tức giận khi nhìn thấy nhím xanh quay lại vì nghĩ rằng cậu ấy lợi dụng bọn họ để đạt mục đích rồi bay đi. Sau khi nhím xanh bị hút vào viên đá đỏ, con cáo đuôi sắt đã mang viên đá rời đi mà không cứu bọn họ, khiến nhím đỏ tức giận đánh bại đám robot rồi bỏ trốn và liên minh với những động vật bé nhỏ khác để trỗi dậy cuộc kháng chiến. Và lần này họ buộc phải chiến thắng, nếu không tất cả mọi thứ sẽ biến mất. Tài sản to lớn nhất của họ bây giờ chính là cây cọ được cất giữ kỹ ở căn cứ bí mật. Bỗng nhiên tiếng động bên trên vang đến đám robot đã tìm đến, họ cần nhanh chóng lên trên để đánh lạc hướng chúng. Nhưng đám robot quá đông, nhóm của nhím xanh đang dần thay thế thì cáo đuôi sắt xuất hiện với chiếc máy bay của anh ấy từ một cánh cổng năng lượng. Sau khi đón được nhím xanh, con cáo đã lái đi khỏi và vào vũ trụ vỡ vụn. Đây chính là nơi lưu hành giữa các thế giới với nhau. Con cáo đã dùng năng lượng viên đá tạo ra chiếc máy du hành và đưa nhím xanh đến một thế giới khác được gọi là vùng hoang vu. Cáo đuôi sắt muốn cùng nhím xanh xây dựng nơi này làm thế giới riêng của họ bằng năng lượng từ viên đá. Nhưng nhím xanh không đồng ý và muốn quay về New York để hỗ trợ quân nổi loạn. Cáo đuôi sắt mở cánh cổng đưa nhím xanh quay về. Quân nổi loạn đang dần bị vào ngõ cụt, đám robot đe dọa bắt họ khai ra viên đá nhưng biết gì đâu mà khai má. Lúc nguy kịch, nhím xanh kịp thời xuất hiện và đánh bại đám robot. Cuộc chiến lại bắt đầu nhưng vũ khí thì hết, lượng quân thì giảm khiến họ nhanh chóng bị bắt lại. Dì Xét xuất hiện và phát lại đoạn băng cuộc nói chuyện để ép cậu nói ra tung tích viên đá. Cáo đuôi sắt bỗng dưng quay lại và tấn công đám robot, nhím xanh vui mừng vì anh bạn cáo quay lại. Cả hai chia ra và đánh giáp lá cả, cục diện cuộc chiến cũng thay đổi nhanh chóng. Căn cứ của quân đoàn chứng bỗng mở ra, một cỗ máy chiến đấu khổng lồ xuất hiện. Tàu dịch chuyển của con cáo bị tấn công, quân đoàn chứng đã tóm được cậu. Nhóm của nhím xanh cũng đã giải quyết được đám robot bọ, anh nhanh chóng rời đi để kiếm con cáo và viên đá trước khi nó rơi vào tay của quân đoàn chứng một lần nữa. Đang đi tìm con cáo đuôi sắt, bỗng nhiên giọng nói của bóng đêm lại vang lên khiến nhím xanh giật mình. Và cũng bằng một cách thần kỳ nào đó, nhím xanh lại vào một thế giới khác, nhưng vì đã có kinh nghiệm vài lần nên anh cũng thích nghi rất nhanh chóng. Chỉ tiếc là lần này lại đáp xuống miền vô định, đại dương xung quanh bốn bể là nước, cũng là thứ mà nhím xanh ghét nhất. Anh cố với đến hòn đảo nhưng chân ngắn nên không thể với tới nên vẫn rơi ra ngoài. Vừa đứng dậy thì gặp đám cướp biển vùng Kajibe đang đi chặt dừa non. Chúng tưởng anh là bọn cướp nên đã tấn công nhưng nhận thấy tốc độ ngoài sức tưởng tượng nên đã suy nghĩ lại. Dừng cuộc đọ kiếm rồi định bỏ lại nhím xanh cho chim rỉa rồi lấy dừa mang về tàu. Nhưng nhím xanh nặng nặc đòi đi cùng, còn thể hiện rằng mình rất yêu hải tặc và chèo thuyền rất nhanh. Thấy bỏ thì thương mà vương thì tội nên nhóm cũng quyết định mang theo nhím xanh về tàu, nhưng có một yêu cầu rằng phải tuyệt đối nghe theo lệnh của thuyền trưởng. Trong nháy mắt nhím xanh đã chèo thuyền về tàu lớn và lên gặp trên thuyền trưởng nhím đỏ với cái tên kinh hoàng. Nghe tên tưởng sắp sửa bị ăn đòn nhưng ai ngờ giao diện bad boy mà nội tâm lại tốt giữ thần.
Nhím xanh được chào đón bằng bóng bay và pháo hoa khá nồng nhiệt, đặc biệt còn có bánh mì kẹp cay hải sản yêu thích. Được tiếp đón khá nồng nhiệt cũng khiến nhím xanh nhẹ nhõm hẳn, cả tàu ăn chơi nhảy múa xuyên đêm rồi ngủ đến quá giờ trưa. Vừa tỉnh lại, nhím xanh định đi tìm kiếm viên ngọc nhưng thuyền trưởng lại muốn tiếp tục bữa tiệc khiến ai cũng ngán ngẩm. Để giữ chân anh bạn mới, thuyền trưởng vẫn dùng bánh mì cay để dụ anh bạn ở lại chung vui. Đang thưởng thức chiếc bánh mì thơm ngon cay xè thì con tàu bỗng bị tấn công bởi đám hải tặc cũ của Kinh Hoàng. Chúng bắc thang và tiến lên chiếc tàu của Kinh Hoàng và chế nhạo thuyền trưởng cũ nhút nhát và run rẩy. Khi chúng định vác đĩa bánh mì cay rời đi thì nhím xanh xuất hiện và tấn công đám hải tặc sớm. Với sức mạnh và tốc độ hơn người, anh nhanh chóng hạ gục đám cướp biển khiến chúng run rẩy sợ hãi cầu xin tha mạng. Nhím xanh cũng đồng ý với yêu cầu không được động đến thuyền trưởng và hải tặc nữa. Chúng cũng nhanh chóng đồng ý và rời đi. Nhím xanh được mọi người tôn vinh làm thuyền trưởng nhưng anh chỉ muốn biết về viên đá. Sau khi năn nỉ ỉ ôi hải tặc kể chuyện thì cuối cùng Kinh Hoàng cũng đồng ý. Ngày xưa ông ấy là hải tặc nổi tiếng trên đại dương, hàng ngàn những kho báu đã được ông ấy tìm ra. Cho đến khi ngọn hải đăng của quỷ xuất hiện và khiến ông ấy trở nên run rẩy về mọi chuyện đã xảy ra. Ngày đó vì muốn chạm tay vào ngọn hải đăng của quỷ, ông ấy đã không màng hiểm nguy lao vào vùng nước đá ngầm khiến con tàu bị lật và chìm xuống. Thuyền trưởng bị đám hải tặc bỏ lại vì chúng cho rằng ông ấy đã quá điên rồ khi làm điều này. Từ đó danh tiếng của thuyền trưởng đã bị chôn vùi dưới đáy ngọn hải đăng của quỷ. Ông ấy đã thề sẽ không bao giờ đến nơi nguyền rủa đó nữa. Bỗng nhiên nhím xanh nhớ ra chiếc giày kỳ diệu của mình có thể đi trên mặt nước và nó sẽ phát sáng mỗi khi đến gần viên đá. Theo sự chỉ dẫn của chiếc giày, con tàu đã chuyển hướng, Kinh Hoàng cũng bổ nhiệm nhím xanh làm thuyền trưởng mới. Chưa đi được bao xa thì tàu ngầm của robot rỉ sắt xuất hiện và chặn đứng con tàu hải tặc. Robot rỉ sắt đưa quân đoàn robot đến để tấn công nhóm hải tặc. Cô đã yêu cầu họ đầu hàng nhưng nhím xanh không đồng ý. Hai bên lao vào trận chiến, nhưng một bên với chiến hạm tân tiến với một bên tàu gỗ truyền thống. Nhóm hải tặc nhanh chóng bị đánh cho chìm thuyền. Dì xét lấy được thông tin cô muốn từ đôi giày của nhím xanh rồi định cho con tàu nổ tung nhưng vô tình chạm mặt với một cô gái hải tặc có ngoại hình y hệt với dì sắt khiến cả hai đứng hình. Nhưng dì xét nhanh chóng rời đi để tìm viên đá mà không suy nghĩ gì nhiều, bỏ mặc con tàu của nhóm hải tặc đang dần chìm xuống. Quay đi quay lại con tàu sắp chìm đến quá nửa mà thuyền trưởng Kinh Hoàng lại một mình bỏ trốn. Sau vụ ngọn hải đăng của quỷ đã khiến Kinh Hoàng càng thêm kinh hoàng về biển cả, anh không còn dám đối mặt với nghề nữa mà trở thành một tên nhát gan. Nhím xanh gọi với theo và cố gắng thuyết phục Kinh Hoàng quay về còn hứa rằng sẽ giúp anh ấy lấy lại danh dự. Tưởng chừng như sẽ chết chìm dưới đáy đại dương nhưng Kinh Hoàng đã đu dây quay về giúp đỡ mọi người. Với kinh nghiệm làm thuyền trưởng hai mấy năm, Kinh Hoàng phân chia công việc cho từng người và nhanh chóng kéo vớt lại được con tàu đang chìm. Mỗi người một tay, cuối cùng cũng thành công khôi phục lại con tàu và tiến đến ngọn hải đăng của quỷ. Cáo đuôi sắt bị quân đoàn trứng bắt giữ, chúng đang lên kế hoạch tiêu diệt nhím xanh và xâm chiếm toàn bộ vũ trụ vỡ vụn, nhưng cáo đuôi sắt đã dụ chúng bằng cách cho thấy tầm quan trọng của nhím xanh. Bởi việc cậu ấy di chuyển giữa các thế giới không cần bất kỳ một thiết bị nào khác vì anh ấy chính là một dạng năng lượng sống tương đương với viên đá lăng kính. Tại chốn vô định, nhím xanh đang sử dụng tốc độ của mình để tạo gió đẩy thuyền đi nhanh hơn. Họ đã bắt kịp tàu ngầm của rỉ sắt và chuẩn bị đụng độ với những tảng đá. Với Kinh Hoàng đây chính là cơ hội thứ hai để anh ấy lấy lại danh dự. Với tốc độ của nhím xanh và khả năng của Kinh Hoàng, họ thành công vượt qua tàu của rỉ sắt. Nhưng những tảng đá ngày càng nhiều hơn, với tốc độ của con tàu khả năng cao sẽ va chạm vào tảng đá và vỡ vụn. Kinh Hoàng đề nghị nhím xanh tận dụng sức mạnh của mình để kéo con tàu đi và nếu thua thì anh còn có cớ để đổ lỗi. Nhím xanh tăng tốc và kéo theo chiếc tàu đuổi theo rỉ sắt, thấy hải tặc sắp đến gần, robot bắn liên hoàn khiến hai bên đụng độ bắt đầu cuộc tấn công. Với những vũ khí thô sơ của hải tặc và sự giúp đỡ của nhím xanh, họ không hề lép vế với chiến hạm tân tiến. Hai bên lao vào đánh nhau nhưng để ngăn chặn đám robot chạm đến viên đá, nhím xanh đã kêu thuyền trưởng hãy đi tìm kho báu và chinh phục đại dương lấy lại danh dự. Còn mình và đội sẽ ở lại để xử lý nốt đám sắt vụn rắc rối này. Với sức mạnh và tốc độ vô đối của mình, nhím xanh nhanh chóng xử lý hết đám robot và thành công bắt rỉ sắt. Thuyền trưởng Kinh Hoàng cũng không làm anh thất vọng, tận dụng đám robot bay lượn để làm bàn đạp tiến cao hơn và chạm vào viên đá. Kinh Hoàng đã thành công lấy được viên đá nhưng có lẽ sẽ cần sự giúp đỡ. Nhím xanh cũng nhanh chóng lao đến để bảo vệ Kinh Hoàng, để bắt kịp Kinh Hoàng. Nhím xanh đã lao đến và thành cồn đỡ được anh ấy nhưng chiếc mũi lại một lần nữa chạm vào viên đá khiến nhím xanh bay khỏi chốn vô định đến vũ trụ vỡ vụn và đụng độ với bóng đêm. Cuộc hành trình thu thập viên đá vẫn còn phía sau, liệu nhím xanh có thành công lấy lại lăng kính đảo ngược và khôi phục vùng đất xanh lá của mình hay không? Hãy cùng đón chờ phần 2 của bộ phim sẽ ra lò trong thời gian tới.